Rồi, bây giờ mình chơi game nha. Wow, chơi trò gì đây? 500 anh em. Ui. Trời ơi, nó tiêu diệt hết trơn luôn rồi, mới ra. Wow, anh em mình đông quá mọi ơi. Wow. Ôi, sập cái lâu đài này luôn rồi. Wow, được đồng xu thiệt là lớn luôn. Dữ. Dữ dằn luôn, có phần thưởng luôn này mọi ơi, ở giữa. Lúc nào cũng chọn ở giữa. Ok. Rồi trăm mũi chơi đó. Tới lượt mũi. Rồi nó bắn tên dí nên mình chạy qua đâu dí theo tới đó mũi. Ai biết gì đâu. Cung tên kìa, là gì mình có tên nữa nè. Ui nhân sáu đi mũi ơi. Wow. Bị nó bắn thấy không? Mình bẹo qua đâu là nó cái cung tên nó bẹo qua đó luôn. Tiếp. Chuyện gì đã xảy ra? Ôi trời ơi, nó làm một phát là quân mình nó đi đáp luôn hết trơn. Nó gặp tổ tiên luôn Nó đi gặp rồi. tổ tiên luôn rồi. Tới mẹ một lần nữa thôi nha, mẹ mỗi thi đấu một lần nữa thôi nha. Ui anh em, trời ơi anh em cố lên anh em ơi, anh em ơi. Trời đất ơi, anh em ơi, anh em ơi, bay nhảy qua là họ xếp xếp hàng đã quá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vô duyên, ráng chút xíu nữa là được rồi. Vô duyên dễ sợ luôn mọi ơi. Hỏi mua chơi mèo tôm hả? Yeah, mua chơi mèo tôm. Mèo tôm này vô duyên lắm nha, mỗi lần ra là bay phải đi vệ sinh là sao. Trời đất ơi. Nó bị bón nó mùi hay là nó bị tiêu chảy vậy mùi? Nó bị tao bón, nó bị táo bón. Nó bị bón táo quá mà. À, tấm gì mà còn dơ vậy, hai cái mặt kìa còn dính xìn quá trời luôn. Ủa dơ dữ vậy tôm, còn dơ, còn dơ hai bên mặt. Quánh rồi sạch sẽ chưa, rồi sạch sẽ không sao rồi đó, sạch sẽ rồi đó, tắm rửa sạch sẽ, giờ phải đi ăn uống no say mới được nha. Qua wow, ăn ớt nhiều vô, ớt nhiều ớt nhà trồng được dư dả quá, phải ăn nhiều vô. Wow, nhờ ăn ớt nó mới lên được màng 23 đó nha muội. Tiếp tục đây. Phun 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 vô chuột mà chuột nóng luôn nè. Không, con cho nó ăn mà. Ủa, bữa cho nó ăn luôn hả? Dạ. Ớt nhà trồng đâu mất tiêu rồi. Ớt nhà trồng thơm ngon bổ dưỡng đâu rồi. Bây giờ con sẽ cho mèo tao uống này. Còn chuột Jerry uống cái này. Dạ, nó xỉn ra vậy mà. Nó uống nó bị xỉn rồi. Thôi uống hoài no rồi đi chơi đi. Ơi mẹ vòng hai chú 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 xì tới mẹ. Bắn nhanh lên, nhanh nữa lên, nhanh hơn thế nữa, nhanh lên. Nhanh hơn thế nữa, nhanh lên, nhanh lên, vô nhanh duyên lên. Vậy vô duyên dữ à, hay vậy bắn. Nhiều cây dữ à mùi, nhiều tên dữ vậy. Lại nè, nó đi luôn là đâu có sao. Còn một trái tim nha, ai vỡ trái tim này là người đó thua nha. Chơi vậy mới được chứ. Mẹ làm vỡ hai trái tim mẹ thua chứ con luôn á. Nhưng mà trái tim cuối cùng mới quan trọng. Mẹ. Muội. Đỡ game đi. Ai vàng 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 rồi nghỉ luôn đi. Con khủng long.
khủng long ăn nói xà lơ. Rồi tránh ra, tránh ra, tránh ra. Mẹ con khủng long rồi. Rồi cái con khủng long này là khủng long con nè mọi. Con mắt nó to ghê chưa ha. Giống khủng long T-Rex quá vậy. Ý giờ ra cũng không cổ dài hay gì nè. Rồi thôi chơi. Trời ơi đây. Mình đây. Gì vậy? Anh lấy khủng long bọn. À lấy đồng bọn, kêu gọi đồng bọn. Đồng bọn của mình đâu? Đây, đây là những con gì bye bye vậy? Qua đây nè, anh em qua đây. Anh em qua đây. Rồi tránh đống lửa đó ra anh em ơi. Ôi, đồng bọn của chúng ta đâu? Bay lên. Wow, lên thiệt, lên được luôn. Có con gì bay bay trước mặt mình thấy ghét quá vậy? Con đó đó. Đồng bọn của chúng ta đâu? Ý, con đó giúp cho chúng ta tăng. Ủa sao kỳ vậy? Là gì vậy? Tự nhiên xếp hàng với nhau vậy? Làm sao không hiểu? Mẹ chưa hiểu là gì đâu. 4 với 1 nè, được không? Không. Ok vậy, hai số giống nhau mới được hả? Ôi, vậy là không được rồi. Làm hai con giống nhau quá hả? Trời ngộ vậy. Ai biết chứ. Thôi, ok. Chơi kì 5 kìa. Có 5, 6. Không có. Chưa chiến đấu nha, chiến đấu cái ngẫm hết luôn á. Vậy á hả? Có vụ đó nữa hả? Kỳ vậy. 4 có không? Không luôn. Có 14 mà. Thua rồi, mẹ thấy trước mắt là thua rồi đó. Ba với nhau không có rồi. À. Ba có nè. Kỳ vậy. 4 nè. 4 kìa. 5 kìa. Không có 5. Ôi. Kệ chiến đấu luôn đi. Chiến đấu đi. Lâu lắc ghê luôn. Đi đâu ạ? À? Chiến đấu dài. Trời ơi. Trời ơi, cái con khủng long có cánh. Cái con mỏ ai? Hổn. Ai? Cái con mỏ hổn, cái con mỏ nhọn hổn. Tránh ra đi. Tới mẹ. Bộ chơi dở. Để bán tọa. Đây, bán tọa là số 9 rồi nè. Mới ra mà được số 9 nè, ăn cái con quỷ này coi. Được số 10 số luôn. Số 18 nè. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao cái thằng này không cho tao qua? Gì vậy? Rồi sao thôi mùi đi mùi. Mẹ cho mùi đi á mùi. Mẹ. Mùi đi đi, mùi đi đi. Mùi cố lên. Mẹ cổ vũ cho mùi cố lên. Mùi ơi, mẹ đi mùi không cổ vũ mẹ, mùi cổ vũ mẹ thắng rồi. Cố lên mùi ơi. Ủa? Đi vô đó được hả? Chứ sao? Ơi, vậy mà nãy mẹ đâu có biết. Mẹ tưởng vô không có được, cho nên mẹ không có vô. Hả, nó đứng xếp hàng đợi kìa. Rồi, hợp thể nữa phải không? Hợp thể 500 anh em. Tập hợp lại đây nè, có số 11 kìa. Có số 12 luôn kìa. Có số 13 luôn kìa. Có số 14 luôn kìa. Có số 15 luôn kìa. Rồi, xong. Ủa, vậy xong hả? Dạ, chiến đấu đi. Trời quá trời đông luôn, sao chiến đấu nổi hai ba vòng luôn vậy? Ý rồi, anh em đâu? Đi theo ta. Ý, thắng không muội? Ôi, còn mấy anh em mà, lẹ lên, lẹ lên. Nhịn phát biết liền luôn, mình thắng. Hay vậy? Rồi, cứu được đồng bọn hay gì vậy? Ôi! Ôi, chạy! Mạnh như quá chạy. Anh em phải chạy rút quân là an toàn. Rút quân sao không rút quân? Rút quân có được. Trời ơi cái này, vô tới đây là không có rút quân được. Anh em ơi thôi gán đi. Gán chiến đấu tới hơi thở cuối cùng đi. Chiến đấu khủng long. Chiến đấu. Trời ơi, ơi. Trời ơi. Cái gì đây? Còn trời ơi, còn có chút xíu nè. Thôi nghỉ đi. Nghỉ đi. Trời ơi. Chưa minh trường. Dù sao mình cũng thắng được mấy hiệp đầu đúng không? Có cái hiệp cuối cùng của con bạo chúa đó là không thắng thôi. Mình thua con bạo chúa thôi. Bây giờ mình chơi thơm anh hùng hả? Chạy cứu ai đây? Không biết. Finger. Trời đất ơi. Ôi.
Nhanh nha, xe chạy nhanh ghê nha. Ủa, xe chạy nhanh kìa. Sao còn dừng lại nữa chứ. Đấy. Xe chở bao tiền mình ăn cướp được luôn nè mẹ. Hay. Mình mới nhặt được chứ mình có cướp của ai đâu mà kêu là mình cướp mồi. Wow. Trời ơi. Hoàn thành nhiệm vụ rồi thấy không? Nhận thưởng thôi. Yeah. Trời ơi, quánh nó đi. Không. Sao vậy? Mở quà trước. Hiếm hiếm, hàng hiếm. Mở được hàng hiếm mà. Ý, tới được mẹ chiến đấu á. Được rồi. Tắt đi. Đi thôi. Chọn. Thơm á, mẹ đi là thơm. Thơm mới được, phải thơm mới được. Chứ không có thói được. Thói. Thói chả. Thói chả. Cây á. Cây á. Châu Duyên nha. Châu Duyên nha. Dâu duyên nha. Dâu duyên nha. Mẹ muối này. Yeah. Dâu duyên nha. Hỏi cứu ghiên ra. Cứu ghiên ra. Dừng lại. Dạ. Dữ. Hay dạ. Thôi về nhà trước đi đồng bọn. Ghiên ra chạy về nhà trước rồi. Chạy nhanh như gió luôn. Không thấy mặt mũi đâu luôn thấy không. Cái con ghiên ra là lơ quá. Ừ. Không ở lại phụ giúp gì hết. Cứu nó xong chạy về nhà mất tiêu. Ôi ôi cái con mập địch kia. Quẹo 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 lửa. Quẹo lửa. Quẹo lụm tiền chứ quên. Quẹo lụm tiền. Bye. Yeah. Lại màn kim tự tháp Ai Cập cổ đại nữa hả mùi. Oh. Cha cha cha, sao ở đâu có cha cha, ở trưởng có rớt bức tượng đó luôn không mùi. Hết rồi. Thôi mặt này lụm tiền thôi à. Á à, đụng xe à. Đoạn đường đang thi công không có xe chạy được. Ôi. Chiếc xe buýt đậu vô duyên nha. Dạ. Ô-hô. Bài hết luôn. Ô-hô. Ủa sao? Sao tông được cái xe buýt đó hay vậy mùi? Biết gì sao không? Không. Gì? Gì con quá mạnh mẽ. Ê, gì tôm quá mạnh mẽ. Quá mạnh luôn hả? Thôi bay cao. Rồi. Tới mẹ đi. Tới mẹ thua liền á. Tới muội cũng chuẩn bị thua nè, mẹ biết luôn á. Vậy chơi đi. Sao? Ơi, thấy chưa? Mùi thấy chưa? Mùi thấy chưa? Mùi thấy chưa? Đâu, 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 đâu con không thấy. Đâu. Mùi thấy mẹ đi hay chưa đó, ý là vậy nha. Trời ơi, con đi nhiều hơn mẹ nữa. Chưa, chưa. Nghỉ đi. Dẹp. Yeah. Chơi nè. Mà thẳng lên coi. Thẳng lên coi. Hỏi cái gì vậy? Bóp tốn không game gì hay dữ vậy. Ê, cái đầu nó là là gì vậy mũi? Là gì ai biết gì đâu. Nó lấy cái gì để dữ dội cho mũi. Đủ màu luôn ha, đẹp quá ha. Cầu vòng luôn rồi mũi ơi. Cái gì vô duyên. Nó được cầu vòng luôn rồi. Cái cầu vòng bên đây nè. Quá đã luôn nhanh.
trời ơi, con nó bự dữ vậy. Ném vòng vô cái đầu nó coi, không có vô. Ý, nó thành bộ xương khô luôn rồi. Tới mẹ chứ. Mỗi người chơi hai màn. Vậy sao? Thế nào bằng này mũi cũng thô. Ý, đang trộm mà mũi anh vòng mũi. Cái móc nó móc lên của mũi anh vòng. Trời ơi, quá trời luôn. Đã. Ủa gì vậy? Rồi xong luôn. Rồi ném vòng quấn vô cái tay nó nè, quấn vô cái đầu nó luôn rồi kìa. Chiến thắng, nó sẽ trở thành bộ xương khô. Rồi, mẹ. Ủa sao lần này không trở thành bộ xương khô? Tới mẹ nha. Trời ơi. Chơi hai phát à. Chú Duyên dạ, ở đâu ra cái xà lơ đó vậy? Ừ, lên trên. Cái gì vậy? Xuống. Ô, xuống lại. Ô, gì vậy? Mấy em đâu rồi? Mũi này. Sao cây vậy mũi? Ai biết gì đâu. Rồi đứng mạng luôn rồi. Nó đứng rồi, tự nhiên đứng em râu hả? Mà nghĩ luôn đi. Tự nhiên bị đứng luôn rồi. Đang chơi bị đứng luôn rồi. Đứng hình vậy thôi, nghỉ mũi ơi. Dù Duyên.